Mình sẽ làm món lẩu cháo chim câu rất là nhanh trong vòng 20 phút thôi nhá. Và các bạn chuẩn bị cho mình lên một con chim câu, các bạn cắt miếng vừa ra cho mình để mình làm ấy. Chứ để làm nó dậy mùi thơm và nó ngon thì các bạn cho vài củ hành tím này vào để mình ướp cùng, rồi sau đó mình đi chiên sơ đi. Thì chim nó sẽ rất là ngon. Cho thìa hạt lê này, dầu hào này, chút xíu muối và tiêu. Dầu hào cho một chút này, nó ngon. Muối, tiêu. Để mình sẽ làm món lẩu cháo chim câu. Làm cách này rất là đơn giản, chỉ cần rán chim lên và pha một ít cháo là được. Đây, chỉ cần tiêu này, hạt lêm này, chút muối này, dầu hào này. Các bạn ướp chim khoảng 20 phút cho nó ngấm. Trong khi ướp chim ấy, đợi nó ngấm thì mình sẽ đi chuẩn bị cháo và ít bột để mình pha, để mình làm nước cháo, lẩu cháo. Rán sơ đi nhé, sau đó mình mang đi rán chim. Làm theo cách này thì mình không cần phải linh cháo và mình pha luôn. Ở đây là bột gạo lếp này. Các bạn cho mình 2 thìa ăn phở đầy này. Và các bạn pha trước để cho bột nó tan. Tiếp đến các bạn cho mình một gói cháo vào. Cháo pha sẵn đấy, cho vào xong rồi chúng ta dùng cái dây chúng ta quấy đều lên nhé, để cho nó hòa quyện nhé. Tiếp đến các bạn quấy giúp mình. Các bạn cho gói mỡ hành vào này, cho nó thơm này. Cho gói gia vị cháo nữa này. Đây, chúng ta sẽ quấy đều liên tục nhé, vì là bột gạo lếp và cháo sẵn cho nên chúng ta cứ quấy đều liên tục này khoảng 10 phút là nó sẽ được thôi, nó sẽ chín thôi. Xong khi chờ đợi chim ngấm thì chúng ta đi làm cái phần cháo sẵn này. Các bạn cứ quấy và để cho nó sủi nhỏ nhé. Và bây giờ mình đi rán chim. Các bạn chuẩn bị một cái chảo dầu nhé, và chúng ta cho chim và chúng ta rán lên. Rán chim được xong thì chúng ta sẽ thả chim vào luôn nồi cháo nhé, cho chim nó ra cái nước ngọt. Để các bạn thấy nó vàng lên, nó thơm lên, không còn máu đỏ nữa là được nhé. Rán hết thì cho nó vàng thơm lên, cái phần máu đỏ rán hết đi, cho nó hết cái máu đỏ đi, nó thơm từ gia vị nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào nồi cháo nhé. Đây, chúng ta sẽ gấp cho vào nồi cháo nhé. Ăn kèm với lấm này, rau thơm này, nấm kim châm này, rau thơm này, các loại lấm này, tía tô, hành lá, rau thơm, các bạn ăn kèm nhé. Thái thêm một ít rau cải nhỏ nữa vào, thái cải canh ấy, thái nhỏ cho vào là chúng ta có nồi lẩu cháo chim thôi. Rất là nhanh, 20 phút chuẩn bị, 20 phút nấu. Bây giờ mình nấu thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa để cho cái thịt chim nó chín và nó ngấm vào cháo luôn. Ở nhà hàng thì người ta sẽ không nấu sẵn như này, người ta để chim ở bên ngoài, người ta cũng không rán chim đâu ạ. Người ta chỉ nấu cháo thôi, sau chúng ta ăn thì chúng ta cho chim vào chúng ta nhúng. Còn đây ở nhà thì chúng ta làm như này, người ta nấu như này sẵn luôn để chúng ta bắc lên bếp để chúng ta ăn luôn. Nó rất là nhàn thôi, nhớ là nấu cháo loãng như này thôi nhé các bạn nhé. Mình chuẩn bị thêm đậu và lấm kim châm này, mấy cả rau thơm này và các loại rau khác mình chuẩn bị bên ngoài để mình nhúng mình ăn cùng nhé.
Làm đơn giản như này nhưng mình đảm bảo với các bạn rất là ngon nhé. Các bạn nên làm để gia đình mình thưởng thức nhé, để có những cái bữa ăn nó thay đổi nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip về món cháo chim ở đây nhé, lẩu cháo chim ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.